Xin chào các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, tôi từng được nghe một mẩu chuyện như thế này. Có một nhà du hành nọ, sau khi leo lên một ngọn núi cao, anh ta liền nhìn chằm chằm về một ngọn núi phía xa đằng kia. Trong lòng đặt quyết tâm rằng chắc chắn sẽ phải tới đó trước khi mặt trời lặn. Thế là để thực hiện được mục tiêu, anh ta đã đi rất nhanh, băng băng qua cánh rừng một cách đầy lạnh lùng. Nhưng cũng vì đi quá nhanh mà anh ta đã bị sẩy chân vấp ngã, suýt chút nữa lăn cả xuống vực. Kết quả là anh ta đã không thể đến đích đúng giờ như dự tính. Điều đáng nói là anh chàng này vì quá nóng lòng nên luôn trách cứ núi cao quá, đường dốc quá, nhiều đá quá, thời gian trôi nhanh quá mà không thấy rằng nội tâm anh ta đang rất không bình tĩnh. Và đây là điều mà ngày nay rất nhiều người trong chúng ta gặp phải. Thời đại ngày nay, hầu như ai cũng sống tất tả, vội vã, luôn mang theo sự lo lắng trên gương mặt. Để rồi không biết từ bao giờ, sống nhanh đã trở thành xu hướng của người hiện đại. Nhưng liệu có mấy người nhận ra sống nhanh, sống gấp lại chính là rào cản đầu tiên của sự thành công? Bạn thân mến, người thực sự làm chủ cuộc đời, họ hiểu được sự ổn định có tầm quan trọng như thế nào. Và thay vì nóng vội thì họ luôn tìm cách gạt bỏ sự lo lắng, nóng vội và bình tĩnh giải quyết vấn đề. Vậy nên, nếu bạn muốn có được hạnh phúc và thành công thì nhất định bạn cần phải thấu hiểu ba sự ổn định mà Bí Quyết Thành Công sẽ chia sẻ sau đây. Bởi lẽ chỉ khi trong lòng bạn bình ổn thì cuộc sống của bạn mới trở nên giàu có, thành công viên mãn. Đầu tiên là sự ổn định về năng lực, giúp con đường sự nghiệp thuận lợi hơn. Người xưa thường có câu nói thế này: trong một ván cờ, không có điều kỳ diệu nào có thể xảy ra. Có nghĩa là trong một ván cờ, không bao giờ có chuyện may mắn mà chiến thắng. Tại sao lại như vậy? Bạn thân mến, trong cờ vua, cho dù bạn tận dụng lợi thế nửa bước cũng là điều giúp bạn giành chiến thắng trước đối thủ. Một kỳ thủ tài năng không bao giờ có ý nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần chơi vài nước là chiến thắng đối thủ. Những nước cờ quyết định giúp kỳ thủ giành chiến thắng thường được tư duy và xây dựng từng bước một trong một quá trình dài, chờ đợi sơ hở và tung ra cú đánh chí mạng quyết định thắng thua. Muốn đạt được trình độ như vậy, chắc chắn kỳ thủ phải kiên nhẫn luyện tập trong một thời gian dài. Cuộc đời con người cũng giống như một ván cờ vậy. Chúng ta không thể nào sống dựa vào may mắn mãi được mà cần dựa vào năng lực của chính mình. Và như ai đó từng nói, may mắn đôi khi cũng chính là một loại năng lực. Năng lực ổn định được tích lũy theo năm tháng mới là điều quyết định thành bại của cả đời người. Cải thiện một chút mỗi ngày và sau đó tiến thêm một bước. Tới một thời điểm nhất định, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy được quãng đường dài mà mình đã đi qua. Thứ hai là sự ổn định về cảm xúc, sống có trách nhiệm với bản thân. Trong một cuốn sách có tựa đề Dangerous Personalities, tạm dịch là tính cách nguy hiểm, của tác giả Joe Navarro, có câu như thế này: cảm xúc không ổn định được coi là một dạng tính cách nguy hiểm. Những người không ổn định về mặt cảm xúc thường thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc của chính bản thân. Người như vậy, một chút kích thích cũng có thể làm cho cảm xúc chiếm đoạt con người họ. Chính vì vậy, những người có cảm xúc không ổn định thường có tính khí dễ thay đổi, nhạy cảm và cực đoan. Ai cũng hy vọng bản thân có một cuộc sống ổn định, viên mãn, không ai mong muốn mình ngày ngày phải sống trong sự sợ hãi, sự phàn nàn và tức giận. Quá mức sẽ chỉ khiến bạn bè ngày càng xa lánh, khiến cuộc sống dễ lâm vào đường cùng. Cứ như vậy, một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng người bị tổn thương sâu sắc nhất chỉ có chính bạn mà thôi. Những người không ổn định về mặt cảm xúc rất dễ trút giận lên những người xung quanh, đặc biệt là người thân thiết. Khi ấy, bất luận là tình thân hay tình yêu đều sẽ bị biến chất, trở thành những điều xấu xí, làm tan nát hạnh phúc vốn có. Vậy nên bạn thân mến, cảm xúc ổn định chính là một phẩm chất mà người trưởng thành cần phải có. Nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng những người thật sự xuất sắc thường có cảm xúc rất ổn định.
Vì thế họ cho người bên cạnh cảm giác an toàn, dựa dẫm và đáng tin cậy. Đứng trước khó khăn, thử thách hay những việc ngoài ý muốn, họ đều có thể bình tĩnh xử lý. Đồng thời, họ cũng không vì khó khăn mà thoái lui hay bỏ cuộc. Đừng để sự nóng giận, mất bình tĩnh trở thành nguyên nhân cho sự thất bại. Người xưa có câu, Thái Sơn có sụp trước mắt thì sắc mặt cũng không đổi, chính là để miêu tả những người như vậy. Và thứ ba, đó là sự ổn định về nội tâm, vững vàng trước mọi biến cố. Trong lòng mỗi người đều luôn tồn tại cảm xúc lo lắng, nó có thể là cảm giác bất lực, tâm lý buông xuôi, hoặc cũng có thể là sự không chắc chắn của tương lai. Khi còn nhỏ, tôi đặc biệt thích hội họa, nhưng khi những người xung quanh nói rằng ngành này rất khó để phát triển, thế là tôi liền từ bỏ. Một khoảng thời gian sau, tôi có hứng thú với việc chụp ảnh, nhưng những chiếc máy ảnh quá đắt đỏ, vượt xa tầm kinh tế đã khiến tôi chùn bước. Đến khi đại học, tôi thích viết lách, cũng đã cố gắng gửi bản thảo cho một vài nhà xuất bản. Nhưng sau nhiều lần bị trả lại, tôi cảm thấy mình chẳng có tí năng khiếu nào hết. Thế là sau một thời gian dài, tôi bắt đầu bối rối, nghi ngờ và phủ nhận bản thân. Cuộc sống trở thành một mớ hỗn độn mà bản thân tôi chẳng biết giải quyết từ đâu. Đây có lẽ là tình trạng chung của rất nhiều người trong chúng ta. Càng nỗ lực, càng gặp phải nhiều khó khăn. Càng đấu tranh lại càng thấy bản thân chìm sâu xuống đáy. Tuy nhiên, nếu đào sâu tìm hiểu, bạn sẽ thấy thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Đó là do bạn không biết mình đang đi về đâu, nên càng bước thì chân càng không vững. Có câu, hạnh phúc là một loại ổn định đến từ trong tâm trí. Tâm trí ổn định trước hết là biết xác định phương hướng đúng đắn cho bản thân, không hấp tấp, không mù quáng trên con đường phía trước. Thứ hai là nắm bắt được sự ổn định của cuộc sống. Điều này có nghĩa là bạn biết được những gì bạn có thể thay đổi. Chẳng hạn như cái nhìn với bản thân, cái nhìn với thế giới và sau đó cố gắng để thay đổi nó. Nhưng một khi biết được bản thân dù có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được thì chấp nhận từ bỏ và để nó nhẹ nhàng trôi qua. Các bạn thân mến, trái ngược với sự bình tâm chính là nóng nảy, vội vã. Sự nóng vội chính là kẻ thù lớn nhất của thành công. Bởi nóng vội sẽ khiến nội tâm bạn mất bình tĩnh, từ đó ảnh hưởng đến kết quả công việc, các mối quan hệ cá nhân và thậm chí là sức khỏe. Thay vì nóng vội thiếu sự kiểm soát, thì mỗi ngày bạn hãy dành một chút thời gian để chiêm nghiệm về chuyện đời, về những gì bạn đã, đang và sắp trải qua. Hãy tận dụng khoảng thời gian bình yên quý báu này để lên dây cót tinh thần, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại phía trước. Và nếu như bạn đang cảm thấy hụt hẫng, tuyệt vọng, hãy nhớ 9 điều sau. Thứ nhất, phát triển bản thân không phải là ngày 1, ngày 2. Việc thức dậy mỗi sáng, nóng lòng nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt trong con người của bạn, cũng vô nghĩa như việc lấy thước đo xem mỗi ngày tóc mình mọc dài ra bao nhiêu. Dù không thể nhận thấy nhưng bạn thực sự đang thay đổi từng ngày. Chỉ là bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt hơn sau những khoảng thời gian dài hàng tháng, hàng năm. Vì thế, nếu bạn cảm thấy mình đang dậm chân tại chỗ, hãy so sánh mình của hiện tại với mình của một năm trước thay vì so sánh với mình của ngày hôm qua. Thứ hai, thay đổi không bao giờ là muộn. Thay đổi lựa chọn không bao giờ là quá muộn. Hôm nay là thời điểm tuyệt vời để bắt tay cho sự đổi mới. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ cẩn trọng về quyết định của mình và cũng đừng mong một sự thay đổi chóng vánh. Hãy bắt đầu khi bạn muốn và cũng đừng quên chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến dài. Dù bạn sớm hay muộn, phần thưởng vẫn luôn chờ bạn nếu bạn xứng đáng. Thứ ba, trên đời không thiếu người tốt việc hay. Nếu muốn đổi gió, hãy dành chút thời gian khám phá những điều đã và đang xảy ra trong lĩnh vực cuộc sống bạn quan tâm. Có hàng tỷ thứ thú vị đang chờ đón bạn. Vì thế, đừng biến mình thành những kẻ nhột chí, nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực và luôn tự nhủ rằng mình vô tích sự, có chạy cũng không đuổi kịp người đời. Hãy tìm cho mình thứ động lực để thức dậy mỗi sáng, rồi sống và làm điều có ích. Thứ tư, bạn làm được nhiều việc hơn mình nghĩ. Con người hay đánh giá thấp năng lực của mình. Bạn không thể tưởng tượng nổi năng lực tiềm ẩn của mình lớn đến cỡ nào đâu. Vấn đề duy nhất bạn gặp phải là sự sao nhãng.
với chiếc điện thoại ở bên, việc có dễ cỡ mấy, bạn cũng không sao giải quyết nổi. Nhưng chỉ cần một buổi chiều tập trung, bạn có thể xử lý khối lượng công việc tương đương với một tuần. Vấn đề không phải là thời gian nhiều hay ít, vấn đề là cách bạn quản lý nó như thế nào. Thứ năm, bạn có nhiều thời gian hơn mình tưởng. Gần đây tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác về khái niệm không có thời gian. Bạn không cần phải ao ước có nhiều thời gian hơn, bởi đó là sự thật hiển nhiên. Bạn có thời gian, và cách duy nhất để nhận ra điều này là đừng ôm đồm quá nhiều việc về phía mình. Có những việc bạn không nhất thiết phải làm ngay, chúng ta vẫn còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước, đôi khi không cần vội. Thứ sáu, bạn không đơn độc, càng trưởng thành càng cô đơn, là nghịch lý mà ít ai có thể giải thích, hiểu rõ. Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy cô độc cho dù quanh bạn không thiếu những người thân thiết. Bạn không phải là người duy nhất lạc lối. Tất cả chúng ta đều đã từng rơi vào tình cảnh tương tự. Giải pháp cho tất cả những vấn đề trên, chỉ một câu tự nhủ, tôi không cô đơn là đủ rồi. Thứ bảy, mọi chuyện đôi khi không quá tệ như bạn nghĩ. Nếu bạn tưởng rằng đời mình đã đủ khó khăn, hãy kiểm tra lại cuộc sống của bản thân. Bạn còn đồ ăn không? Còn nơi trú thân không? Còn người thân luôn bên cạnh lúc khó khăn không? Nếu câu trả lời là có, hãy biết ơn vì bạn vẫn còn quá nhiều thứ quý giá. Vậy nên, hãy học cách trân trọng những gì mình đang có. Thứ 8, bạn đứng ở đâu không quan trọng, quan trọng là bạn chấp nhận vị trí của mình. Tất cả cảm nhận, suy nghĩ của bạn đều có nguyên do của nó. Vì thế, hãy đơn giản chấp nhận cảm xúc của mình thay vì chỉ trích bản thân rằng tôi có một ngày thật tệ, tôi ghét cảm xúc của mình, tôi không ổn chút nào. Chối từ cảm nhận của bản thân chẳng có lợi ích gì cả. Thay vào đó, hãy bình tĩnh và học cách sống chung với con người mình. Hãy để mọi thứ tự nhiên như cách nó vốn có. Nếu bạn học được điều này, mọi khó khăn sẽ nhanh chóng trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Và quan trọng nhất, thành công là một quá trình, tuyệt đối không phải là một điểm đến. Nóng vội là kẻ thù lớn nhất của tâm trí con người. Người ta thường trượt dài vào cái hố không đáy mang tên thất vọng khi nhận thấy mọi việc không tiến triển nhanh như mình mong đợi. Điều bạn cần nhớ là sông có khúc, người có lúc, có khó khăn, có gian khổ mới có vinh quang. Tốt hơn hết, bạn nên coi may rủi như những ngã rẽ trên hành trình của mình. Trong cái rủi có cái may. May chưa chắc lúc nào cũng tốt. Rủi không hoàn toàn là điểm xấu. Cũng giống như bạn không thể nói trước được mình đi theo hướng nào thì có lợi. Xui rủi hay may mắn thì đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trên cuộc phiêu lưu của bạn. Bạn hãy nhớ điều đó. Các bạn thân mến, mỗi người chỉ sống một lần trên đời. Chỉ có sự ổn định trong mọi việc mới giúp bạn đạt được sự viên mãn, hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng với những chia sẻ hôm nay, bí quyết thành công đã phần nào tiếp thêm động lực và niềm tin để bạn nỗ lực theo đuổi mục tiêu của mình. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.